À, bằng rồi. Dạ, chào chị. Chào rồi. Em ơi, ngồi đây ngồi xin. Chào nhà đẹp quá. Rồi, cảm ơn em. Anh này là anh Dũng. Anh đã là một thằng này rất là lâu năm và anh biết cái gì về thành công em. Hôm nay anh có mời anh Dũng đến đây giới thiệu với anh chồng em và anh để chia sẻ với anh chồng em thêm. Hôm nay là rất vui là gặp được cả hai anh chị ở đây. Thành ra trong cái ngành này muốn để bắt đầu thì nó cũng đơn giản. Tức là mình có 8 việc mình cần phải làm trong vòng 30 ngày đó. Đây là cái tập tài liệu khởi động của New Skin. Nó có những cái từng bước như thế nào nó nằm ở trong cái cuốn này. Cái điều mà đầu tiên mình cần phải làm đó là đây là cái kinh doanh, là mình phải có kế hoạch. Thành ra mình cũng biết rõ đó là cái hoàn cảnh của hai vợ chồng gia đình như thế nào. Mình lấy ví dụ như 6 tháng nữa thì anh chị muốn làm bao nhiêu tiền. Lý do đó là tại vì mình sẽ có một cái kế hoạch, là tại vì mọi người đều khác nhau mà nó tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Thành ra nếu mà anh chị không ngại để cho mình biết là trong vòng 6 tháng tới muốn làm bao nhiêu tiền. Em muốn bao nhiêu em? Theo em á thì khoảng từ 30 đến 40 triệu. À, mức thu nhập nhiều như 30 triệu đi. Dạ 30 triệu. À, thế cũng hợp lý rồi. Rồi mỗi ngày, mỗi tuần anh chị có thể dành được bao nhiêu thời giờ cho cái công việc này? Ví dụ như ngày thứ mấy, từ mấy giờ tới mấy giờ? Em thì dành được mỗi ngày giờ trong một tuần có thể là sau 8 giờ tối. 8 giờ tối. À, dạ. Sau 8 giờ tối. Em cũng vậy. Và cuối tuần có thể là ngày chủ nhật thì có thể là không được, tại vì em còn muốn dành thời gian cho gia đình con. Có thể ngày thứ bảy gặp số bạn bè giờ giấc thì nó cũng nguyễn chuyển này. Dạ. Nhưng mà cái này nó không có bắt buộc, nhưng mà cái thời gian nó nguyễn chuyển mà nó phù hợp với cái đời sống của gia đình. Sau khi mà mình có cái danh sách này rồi thì mình sẽ có cái kế hoạch là mình sẽ mời đi dự cái buổi hội thảo nó như thế nào, hay là mình sẽ gặp riêng mình nói chuyện. Nhưng mà cái bước kế tiếp là cái bước, một trong những bước quan trọng đó là anh chị thường thường là có hay mời bạn về nhà không? Dạ có. Thường là cuối tuần. Dạ. Thì bây giờ bữa nay là thứ tư đó, thì thứ bảy chủ nhật này anh chị cứ mời một số bạn về nhà, đừng mời nhiều lắm, mời khoảng chừng 3 cặp vợ chồng. Nếu người ta có gia đình nên mời cả 2 vợ chồng. Dạ. Ví dụ như cái bàn ăn mình có thể đủ chỗ 8 người đó thì mình mời vừa đủ. Dạ. Và trong cái thời lần tới thì một số anh em mình ở lại đây và phụ anh chị làm demo. Ví dụ như phụ nữ thì có thể mời một số bạn lại và nói là 3-4 ngày nữa vào cuối tuần này sẽ có một số mấy anh mấy chị tới chia sẻ những cái sản phẩm rất hay và chỉ thử những cái sản phẩm. Em không mời, mình không cần phải nói gì về cơ hội, mình không cần phải nói về kinh doanh, chỉ mời bạn bè lại nhà để xem thử những một vài cái sản phẩm đó. Và đương nhiên là khi mà mình mời bạn tới nhà ăn uống thì cũng mời như bình thường hết, không có gì phải nghiêm trọng. Anh chị chẳng làm được điều đó em. Sau 3 cái việc mình vừa mới làm đó thì bây giờ tới cái thứ tư nó cũng đơn giản thôi, tức là mình dùng những sản phẩm của New Skin. À, những sản phẩm của New Skin thì nó thiết rất thiết thực, những cái mà bình thường anh chị mình đang dùng này. Ủa nhìn bằng dùng gì chưa? Ô, anh có dùng chứ. Hả? À, anh mua nước ướp để anh uống, rồi anh uống trà xanh tigreen á, với lại cũng có la bát để nó bổ sung dinh dưỡng cho mình. Sau khi vợ chồng em đăng ký thì đã mua sản phẩm của New Skin rồi. Sau cái bước thứ tư là dùng sản phẩm đó, thì bây giờ bước thứ năm, tức là mình nộp cái đơn đề nghị phát triển danh hiệu Loi. Như hồi nãy anh chị có nói về cái lợi tức mình muốn là 30-40 triệu mỗi tháng trong vòng 6 tháng tới đó. Thì cái đó nó cần phải lên một cái chức vụ quản lý, tiếng Anh nó gọi là executive. Thật ra muốn được cái điều kiện như vậy đó, thì mình phải bắt đầu bằng cái Loi, tức là 1.000 điểm trở lên. Cái đó nó nằm ở trong cái la bàn, mình sẽ có một cái phương pháp để hướng dẫn anh chị cho chính xác trở thành cái đó. Tức là mình cần phải có cái sự quyết tâm để mình trở thành quản lý, chức quản lý, thì từ đó mình mới có nhiều cái cơ hội để mình đạt được lợi tức của mình. Yeah. Bước số 6 đó thì nó đơn giản lắm, tại vì mình phải kết nối lại bằng những cái phương tiện. Thì cái trang Facebook là cho tới thời điểm này là cái trang mà có hiệu quả nhất. Tại đáng biết anh Minh có Facebook chưa? Em có đó, em có Facebook. Bây giờ vào Facebook đánh cái chữ New Việt, nó là cái group, cái nhóm New Việt, xong đó là cứ làm cái tên vào trong, bỏ cái tên vào trong đó. Không biết chị có Facebook chưa? Em có nè. Chưa có. Có cái bài đó nè làm nha. Dễ lắm, đơn giản. Nhưng mà nhờ cái Facebook mà mỗi ngày mình phải theo dõi thường xuyên, tại vì tất cả những thông tin về cái lịch huấn luyện như
thế nào, sinh hoạt như thế nào, tất cả những câu hỏi được mình kết nối với cộng đồng nuôi Việt khắp mọi nơi trên thế giới, tất cả mọi người qua Facebook. Cái thứ hai nữa là có cái trang dinnguyen.net, tại vì đó là cái trang mà nếu mà mình bỏ cái tên và địa chỉ email vào đó thì nuôi Việt sẽ gửi email thường xuyên, và đó là cái phương tiện để mà kết nối với nhau. Thật ra có hai điều mà anh chị nên làm, đó là Facebook và dinnguyen.net, nhưng mà phải nhớ theo dõi thường xuyên nhé. Dạ, theo dõi thường xuyên. Sau 6 cái bước rồi, là bây giờ mình bước qua cái thứ 7, đó là tham dự những cái chương trình webinar có cái tựa đó là giao lưu với nuôi Việt mỗi ngày 21 giờ đêm. Không biết anh chị đã có cái khái niệm sơ về cái webinar. Webinar là cái gì vậy? Webinar là một cái chương trình mà mình qua cái internet, mình mở cái computer lên, mình mở cái máy vi tính nào mình xem trực tiếp. Và có cái bài thuyết trình mà anh chị có thể hỏi và người khác có thể trả lời, hoặc là qua cái phương tiện đó mà anh chị có bạn bè ở Úc, ở Anh, ở Cà Mau, ở Hải Phòng, mình đều mời vào được, hoặc mình có thể giao lưu trực tuyến. Đó là cái chương trình mà bây giờ buổi tối mình chỉ có thể ở nhà 21 giờ đêm, 9 giờ tối, cơm nước xong xuôi cho con cái đi ngủ đi học. Học bài xong xuôi đó hai vợ chồng có thể ngồi xuống mà mở. Đó là cái phương tiện mình để học. Thì mình học hỏi từ nhiều người khác nhau, và mấy chị mỗi ngày mà có cái vấn đề gì đó mình chỉ hỏi ngay liền tối thôi, chứ không có cần phải chờ đi học. À, vì một số mấy anh chị có thể bạn ở nhiều nơi đó, mình cũng mời vào tham dự luôn. Thật ra đó là một cái phương tiện rất cần thiết, vì hầu hết những người thành công không thể nào đạt được cái mình muốn nếu mà mình không giữ những cái buổi như vậy. Mỗi buổi tối tuần bạn á, giao lưu với nuôi Việt trong con ở lúc 21 giờ mỗi đêm. Bước số 8 là bước tham dự tất cả những sự kiện của nuôi xin với nuôi Việt. Nuôi Việt mình thì mình có những cái buổi huấn luyện cho những người mới gia nhập rồi bước khởi nghiệp, sau đó mình có Executive Class dành cho những người nhà phân phối. Sau đó là mình có Ruby School dành cho những người Executive trở lên muốn trở thành Ruby. Và sau đó thì những người Ruby muốn trở thành Blue Diamond thì mình có Blue Diamond University. Một trong những cái điều kiện đó là đi tham dự tất cả những sự kiện. Và không phải mình đi, mình mang những người trong đội nhóm của mình đi. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố thành công. Còn những cái mà bên công ty Nuskin đó em, thì đến đó mỗi đầu tháng thì người ta có mình để một cái lịch là làm việc cho cả tháng. Thì em nên chẳng hạn như là nuxin.com xong chọn Việt Nam mình, thì trong đó có lịch làm việc mỗi đầu tháng, thì nó có lịch chẳng hạn huấn luyện về học AI, để huấn luyện về sản phẩm. Thì đến đó đều có ngày giờ sẵn sàng tìm điểm là ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Thì mấy em có thể theo dõi những lịch đó để mà mình nhắc nhở cho mọi nhóm mình. Thật ra trong 8 cái bước vừa rồi đó là những bước rất đơn giản, và cái bước đó là cái mà mình phải làm, phải bắt đầu, có thể hoàn thành trong vòng 30 ngày, rất đơn giản. Thôi như vậy nha. Dạ, cảm ơn.